Ở đây thì hiện tại là 5.000. Đây, sẽ giảm lại. Xin chào mọi người đã đến với kênh của Tính Nông Cơ. Thì ngày hôm nay em có một cái máy thử bogi với số lượng bogi quá trời như thế này. Đây là bogi của cưa cắt cỏ nhiệt bãi và của máy xăng nữa. Những con máy xăng thì hình dáng nó dài như thế này. Rồi đây là những con máy cưa cắt cỏ thì có nhiều cái này nó ngắn, và với số lượng như thế này thì không thể nào để vô cái máy giật rất là mắc công, tốn tiền công nữa. Với một cái máy như thế này, hiện tại là những cái máy này rất là rẻ, nó chỉ có khoảng 400 mấy một cái thôi, về rất là tiện dụng. Cái này thì nếu mà mọi người sử dụng một cái máy ở nhà thì đôi khi mình mua cái này nó hơi đắt, nhưng mà nếu mình thích nghiên cứu á, hoặc là sự tiện dụng, mình để sau này mình thử tất cả loại bogi của máy khác nè, cưa cắt cỏ, xe Honda đều, hoặc là những cái máy xăng đều được hết. Đôi khi mình thích nghiên cứu thì mình có thể ứng dụng một cái này. Nhưng cái này em không khuyến khích mọi người, để dù mình có một cái máy ở nhà mình mua cái này về nó tốn tiền lắm mọi người ha, để tới 400 mấy lần, tại vì cái này bên em có số lượng bogi nhiều đó, sẽ tốn tiền công. Dù mình một ngày mình thuê thợ để thử hết cái này, chưa chắc thợ đã thử xong nữa đó, nên là cái này thì cái máy này nó tiện dụng hơn để em thử số lượng bogi nhiều mọi người nha. Rồi mà ai thích cái máy này thì liên hệ với số Zalo bên trên em, bây giờ em sẽ thử cho mọi người xem nha. Đây có dòng tua từ 1.000 cho tới 5.000, cho mình xem dòng tua. Hôm nay em có hai cái bogi, một cái bogi sống, một cái bogi nó bị chết. Em thử quả thật là cái bogi bên này nó không có lửa, mà cái bên này nó có lửa nè. Và em sẽ tăng cái volume. Sao? Đó, và khi tăng cái volume là mọi người thấy nè, nó chạy cực kỳ cao luôn, cực kỳ mạnh luôn nè. Đó, đây thì hiện tại là 5.000. Đó, em sẽ giảm lại. Rồi đó, mình thấy cái này nó rất là tiện dụng nha mọi người đó. Mình chỉ cần gỡ cái này ra ha, rút cái này ra đó, khi mình tắt thì mình cầm lại được ha. Mình rút cái này ra rồi mình chỉ cần ghim xuống thôi đó, nó có cái chấu phía dưới đó, là mình sẽ kiểm tra được cái con bogi của mình như thế này. Bên em cũng có rất nhiều loại bogi của cưa cắt cỏ máy bãi nha. Mọi người thích cái loại bogi của NGK hoặc Champion hàng bãi Nhật thì liên hệ bên nha, bên em nha. Những cái mẫu này thì bà con nông dân rất thích và ưa dụng luôn. Cái này mẫu này em bán rất là nhiều. Những cái bogi mới thì nó rẻ hơn, nhưng mà bà con nông dân không thích, mà thích những cái mẫu này. Bên em thì bán có cưa, có mới, có cũ luôn. Rồi mọi người cần thì liên hệ nhỏ này nha, nhỏ này sẽ trả lời tin nhắn cho mọi người. Nó xem gì kỳ quá.